trời ơi. Rồi chào các bạn đến với channel mình nha. Hôm nay đi theo mấy ông anh xem bẫy cô gái các bạn ơi, đây. Đó, mỗi ông thợ cầm một con mồi của mình. Đang thì ở ngoài đang nha, mấy con mồi nó gáy quá trời các bạn ơi. Trời, thấy mấy ông chỉ chỗ theo không? Con này thổ đồng. Phải không? Ừ. Nghe đã nha, con thổ đồng nghe chút. Thổ sấm nghe mới sướng chứ. Sấm á. Ồ, mình thổ đồng thôi. Sấm mấy tiếng nó quang hơn. Đó. Giờ lặn lội vô. Thì nãy giờ mấy ảnh đang đi dò nên hồi chút ngừng lại mình giới thiệu tên tuổi sao nha các bạn ơi. Ô, đi trong. Trời ơi. Hai con. Bay qua anh bả này. Ở trên đây cu quá trời, con quái son không bắt được. Có mình có ngày nào mình đặt ở ba lụp nó xuống ba cái ba bội nó xuống ba bội hết không? Đi chơi mới đi à. Hả, có con còn nó mới là vừa lừa lượn vô á. Con đã. Nãy con còn nó mới vừa lượn. Nè, giờ đang trên cây mà thấy nó quá trời. Có con lượn là nó chơi á. Đây các bạn ơi, đây ông thợ. Biết con nghe nói. Qua cái vừa vậy đó. Đây các bạn ơi, đây ông thợ xe đi quá mà em quen mặt rồi. Nằm có quen rồi. Đi hoài mà không có chừng bữa nay hơi giọng luôn, bữa nay kiếm con kiếm mấy lít nào hay hay. Rồi anh tên về giới thiệu cho khán giả biết luôn. Anh còn đó. Bảy cô là bao nhiêu năm rồi? Hai năm rồi. Hai năm là mình là thành viên mới ha. Dạ mới. Đây thấy ông anh ấy từ xa lên vô luôn các bạn ơi. Đây là mình ở gạch gọi là thượng. Tờ thượng chân đề ha. Chân đề á. Đây, lâu lâu qua đây giao lưu với mấy anh em bên đây. Dạ. Ôi, bữa nay coi kiếm được con mũi nào vậy không? Sáng giờ chưa có nghe con nào gãy hiện nay. Đi phải có sách về mới vui ha. Đi phải có sách về mới vui. Không có sách về cũng dòm đá là cũng được. Rồi anh tên về cho các bạn biết luôn. Anh tên Tông. Anh Tâm ở là thượng. Tông. Anh Tông ở là thượng. Đây. Hôm nay đem theo hai con luôn ha. Hai con. Hai con chiến luôn các bạn ơi. Này đem con ngồi trần. À. Này hai con liêu mà. Hai con liêu hết. Dạ. Liêu. Liêu gồng anh. Liêu gồng á. Liêu gồng luôn hả? Gồng không. Rồi, giờ anh em đang đợi cái con nào nó hăng nó chơi không các bạn ơi. Rồi mới tiến hành đặt. Con đó nó băng lượn vậy đó. Mà bên đó biết có trống không? Có chỗ trống ngon ha. Không cho phải vừa. Nhiều không em? Qua tốt xích bên kia nó qua khỏi vườn dừa nữa nó có chỗ trống. Mở cái giọng khác thử coi nó hăng không.
mấy giọng ghê đó, mấy giọng cụ hai con đó, mấy giọng ngủ nghe trai rồi, không có hai con đó là hai con nó không chơi, hai con đó là hai con nó bắt cặp sinh sản. Rồi bây giờ ba anh mình không biết đặt mấy camera cho anh nào đây các bạn ơi. Như hả? Ừ. Thì mình lại mình đặt cái con chân rồng nữa ha. Đây mỗi anh. Đây. Đó, là về cắm đây ha. Còn anh đang hợp lặn đằng kia. Con chim của ta thì đang ở trên tàu dừa. Thấy mỏng rồi. Rồi, còn bây giờ thì mình quyết định đặt cái camera chỗ anh Tông nha. Xem con mồi của anh gù ghế vậy các bạn ơi. Thử nha. Xem cái con liêu này nó làm như thế nào. Chơi trận quá anh. Mỗi anh một gốc chuối các bạn ơi. Này là ta gọi là gác cu cầm chầu nè các bạn. Đó các bạn, đó ta gọi là gác cu cầm chầu đây. Oh.
lên đi đã. Cái đi chơi ta chịu khó, người ta đâu có mở máy, ta tập hút gió hoài cũng quen. Ừ. Mở máy hoài cũng quen, nó lạnh. Trời ơi, con nó rù nó đi ham đi nha. Nghe nè, hôm trước mà nó về cái nó mà nó không rớt, về tội nó bay đi, về tội bay đi hoài, đi chỗ khác hay gì hả? À, còn đi dài dài đó luôn, họ bắp quá không chết. Bây giờ còn thôi, cái kèo hồi nãy chất quớt rồi các bạn ơi, giờ mình chơi cái kèo thứ hai đây. Giờ anh Tông mà anh đang đặt lại ở cái điểm khác nha các bạn ơi. Rồi hai ông thợ đằng kia đây, bây giờ là tới phiên anh còn. Chơi kèo thứ hai các bạn ơi, kèo đầu chết rồi. Phê cái này ha, bây giờ tới phiên anh thợ sửa xe. Có một cụ thủ đứng ở đây nữa kìa, quay cụ thủ đây. Đi cụ thủ à? Úp lên clip của chơi cho có rồi. Hồi dọn cho mệt đậu ở đây rồi, đặt dính là phải chợ. Hả? Mày có bắt rồi chưa? Cô bấy mấy son á hả? Mấy son có làm ở ấy không? Nó quần hoài phải hả? Hướng là ít bắt. Gáy trên xe chứ không? Còn ngoài bội tao gáy chứ đâu. Trời trời, đi lớn vậy đó hả? Ừ. Trời ơi, lúc ở ngoài xe kia mà nó gáy kìa. Dạ, nó về kìa. Ngủ vậy. Trời ơi, trời. Trời ơi. Con này tỷ lệ dính chắc cũng có mấy chục phần trăm á. Ý là nó nghe con mày xe gáy mà nó lại kìa. Dính, con này dính. Ê, con này chắc nó sẽ vô bẫy của anh còn quá. Sát bên luôn rồi. Tại đằng kia, hướng đằng kia thấy con kia đào đào á. Ừ, 190% là sẽ về đây, nhìn thấy là biết rồi. Anh đã ngay hướng ra đào rồi. À, nhưng mà con đắng nó bị thì mấy chân vô ra. Mấy chân thì đâu mà thấy à. Trời ơi, mới đặt xuống gù liền ra thấy con mỗi gù liền. Gáy liền. Không có gậy đây mình cho ngay cái chùm cây ở đây cái này. Rồi cái con mồi nó thấy bỏ cái nghị liền ha. Quá trời cũng sàng tha, đứng ở ngoài ngoài lỗ chắc được mà ha. Ý mà. Ôi ôi, cậu cà bá luôn. Còn đây mà còn không? Mới bay qua đó đó. Cải đi. Nó bay qua bên kia. Đi kế bên ổ ong gì luôn nè. Nó đóng vô mà nó gớt xuống ha. Trời ơi, chạy muốn chết mẹ tôi luôn. Nó về. Trời ơi, cậu nó về. Trời. Hộp chút. Con này chơi, con này dính. Ra cậu mồi con Dũng, mồi Dũng. Đúng rồi.
Cái này dính con này rồi cho ông Tâm khách dưới cho có bỏ đó. Còn chứ đâu gì đó. Con này gáy không hay nha, hồi nãy cũng hay á. Thủ với con khác để thủ sắm. Chưa đâu. Con này chơi rồi. Vừa dưới nè, rồi tới lên đậu bít nào sao thấy thấy chưa? Nó xuống. Ôi, nó bay luôn rồi. Nó bay qua bay lại gì đó, một hồi. Đó. Đáp bên kia đó, lẽ con này nãy giờ ta. Đó, nó. Đụng má, bay qua một cái. Con này gì mà không chịu. Tụt rồi, tụt xuống nữa. Đen ngon nè. Dữ à. Nơi đâu? Út tới cái vừa nó không giúp kích. Đó con mới bay qua nữa. Con không chơi đâu, chơi con này nè. Giờ chưa được gì thằng này nè, nó đói quá nó ăn phải mì đỡ. Không phải mì hồi đứng ăn cây nha mày. Cái này là gọi là gấp cu cầm chầu. Đang phay mì luôn. Phay mì. Nói cho nãy giờ cũng làm hết hai củ rồi. Mỗi con củ à? Đó, phay mì của người ta nhổ. Còn mấy cái phay nhỏ lật đặt mà bỏ. Bên này đến gấp cu gì mà kiếm cu gì nhậu mà cái này không có cu ngồi chắc bằng mấy ngồi nhậu luôn. Vậy thôi. Tại vì đó bắt cái dính cái dục vô không á, về nhà gỡ không à. Mà anh mở dầm con nó chơi một cái anh tin không, nó bay trên đầu không chứ mất con tính con cua mà không nhận nó giữ thiệt. Thằng nó bay trên đầu. Cua gì mà con này đâu. Cua gì mà sung quá trời hả? Ừ. Nghe máy là nhõng liền hả? Ôi bắn 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 liền. Bắt con mày mở bắn 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 đây nhầm con nó mê cái lo. Chứ phải như bây giờ mà trời ơi mà nó nghe tiếng lo nó bay chỗ chết. Hồi đó vũ ra giật á có mấy con bắt dính á bự cho bá nó ức cu á. Dạ. Mà đổ ao luôn ra ức đổ ao luôn. Ừ. Người ta kêu bằng con cu lửa. Mà mấy con nó hiếm lắm giờ dễ vô gì có. Cu lửa. Mà anh nuôi nhầm con nó lên cũng dữ lắm mà nhầm con nó cũng chậm lên. Mấy con cái gì cái chậm lên mà nó lên rồi. Lên được chơi bền dữ lắm. Bền. Thì bảo phát bảo tàng. Nghe mấy ông chơi cu đó. Có gì có con bổ với ông Thành nó cũng chơi cu đó. Ừ. Ông vô ông thấy đời giả chịu. Thành chắc chắn hả? Thành ở đời thường gần vậy. À. Ừ. Vô nhìn thấy là con nguyên chàng chim nó thôi con này nhưng mà để tao chịu. Nó không? Trời ơi, mấy anh chơi cu mà cũng để cho nội. Bắt được con cu đẹp tốt, ngủ dữ, người ta mừng với mẹ. Màu đỏ gì? Màu đỏ hả? Không, màu nâu. Màu xám xám
thấy đa số 190 đẹp lắm, 90% là thấy nó lựa toàn là màu sáng nhiều, màu xám ức hồng đầu ngọng. Em thao không nói hoài chứ cu đó là liền do luôn á, ớt ớt cu đầu tròn còm nhiều đó. Mà hầu như cái mấy cái con còm nhuyễn nó chơi hay á, chứ cái con mà còm đá dở. Bắt tháng mấy, ba tháng ra vô càng mà chỉ nó mới nghe nó gáy chừng 2-3 tiếng à. Nó mà đập không con trai thôi đó, em dạt biết bao nhiêu luôn á. Con nó không dạt, con nó không dạt 40.000 con. 40.000 con nó dễ dàng. Em có một con rồi cực kỳ luôn á, gáy hả, thấy ghét không ba lắm, gáy lớn lắm nha, không lấy thôi dạt mày luôn. Ê ông nghi mệt thì ông ra nữa rồi kìa. 40.000 con luôn hả? Ừ. Không luôn à. Trời ơi. Xong luôn. Này biết cả nhiều cả vũ ga mới bỏ mấy. Dạ. Cái 4 giờ ngoài á. Dạ. Con này à? Ừ. Ờ con này rất chiều bắt dính. Con này chơi chứ không chơi. 4 giờ ngoài. Con này muốn bắt là câu lâu lắm mới bắt thôi. Thấy gì chứ đi rất chịu cũng ngon lắm á ta. Ăn no đầy đủ sung á. Thôi chỉ mưa nó vui vui vui. Thứ đó mấy ông đi giật lưới cũng phái lắm. Đáp mỗi nhấp cái đáp, nhấp cái đáp. Ủa có dễ đâu vậy ta? Có dễ á. Mồi mình dị quá trời. Trời ơi, cái gì sắp bên ông nội. Cái ông chơi cái cũng biết à. Về sát bên luôn trời. Không, nó hơi nhát. Cái chỗ này quen nó hay gì nè, cái cội nó hay gì nè, nó đậu nãy giờ. Cái chăn cái chỗ đó luôn. Ngồi nó không xuống hả? Nó thấy mấy con mồi này. Mấy ông ngồi nhìn cu á, gặp ổ ong hay gặp rắn gít gì nó bò ra cũng nín thinh. Ở mà bị bắt, bắt lấy cái lục ngồi mà bà mẹ thấy rắn không ngựa, nó bò ôi chứ trong cục cỏ tưởng nó bò đi rồi, phải về nó có cái hang mình ngồi dưới cậu dưới cái nó đâm lên nhọc 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 cái đít, đập đập ngay cái trái rơi xuống, rồi cũng ngồi luôn à. Ừ. Chứ nó đâu có, nó đâu ấy, biết mình biết rắn không ngựa, rắn đâu rắn độc. Bự 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 không? Có bự hơn giò cá chứ. Ừ. Lỗ chi của cỏ mình tưởng nó nấy bây giờ nó còn trong đó luôn. Không bóp nó về nhậu luôn. Nó mê cu rồi đâu có thèm. Đi sáng ra nó phơi nắng. Gắn nó lội nha em. Tôi nhào ra tôi hút được bắt rồi con cu rồi. Nhào ra hút gắn luôn. Bằng vô một bọc trứng luôn. Trời ơi là trời. Rủ ông nội này lên trong phút rồi lên nhậu. Rộng hoài chứ thôi. Không có gì ngon mà trứng gắn. Đi mua đồ. Ừ, trứng gắn đã biểu xanh. Nhất chuyện tôi thấy rồi. Mày coi nó chuẩn bị nó phóng hai cái giò nó còn còn. Nó đang nhớ một khẩu hàng. Phóng hai, một phóng hai là bay. Xuống nó hí 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 mình đang nghe coi đã. Mình chưa nghe mấy ông ngồi bảy bảy núp núp gì là mà gắn hổ sau lưng nó phùng như vậy. Trong rừng. Xuống mấy chú nghe không còn không? Trời ơi, điểm mà lạng nữa. Cái gì giống như đó, lạng gì bển đó. Con kiếm rồi. Đang vặn. Đúng rồi. Vậy đó. Mày phải chơi. Có con đều có 3 tiếng, 4 tiếng mới dính chứ. Kiếm đường xuống. Đeo theo mà đói bụng muốn xỉu luôn á. Đúng rồi. Cái mày con hết rồi cũng mê lên. Tới chừng dính hết đó bụng mà con không dính là lội ra đuối rồi. Môn này nó gì á? Không có phê. Chừng nó đã.
chừng ở đây nó không chơi hồi nó bay lại con đông á. Mấy em kia vô hết rồi. Nó gáy thôi không? Bây giờ nó gáy đó. Nó gáy xong ngày nãy rồi nghe gáy mà. Má mày đi. Ôi, chuẩn bị rút quân nữa các bạn ơi, ăn phải mì luôn rồi. Ăn phải mì luôn các bạn ăn phải mì không? Ăn phải mì đỡ đói. Rồi, lại màn 2. Màn 2 thất bại. Ôi về nhà các bạn ơi. Chết vớt rồi. Ừ. Nhà không sợ sửa xe. Không mở cửa lên nhận sửa xe. Đi từ sáng tới giờ. Nhà la không xong luôn. La hả? Giờ ngoài bổi ngoài gừng hết rồi chắc cho hai con nó mồi đá nhau đúng không? Con này không mới treo qua đây ra ngoài đây gì vậy? Nó cũng về hai ba cái mà nó có cự chứ mồi đâu. Không có trên bao mà chim cu không? 4 con, 7 con. 8 chụp, con đó. Chụp chụp ô. Chụp chụp ô. Làm này giờ đi nó có. Mà đá được rồi. Chụp chụp ô. Nó nói là cái con đó là bên kia nó bay qua, bên cầu treo nó bay qua chứ không phải ngờ cái con đó đó. Mới điện nãy đó. Thôi với nãy đặt nghe ông đó, ông giật hơi gì mười mấy con thấy rồi. Vậy mà ông giấu mất tiêu luôn, tại ông nói gì đâu. Giật kiểu đó thấy rồi. Còn cái gì nữa. Nó ngủ kìa, phải bữa nay phải biết đâu. Nó đi nó cũng đi câu cá lóc như mày vậy đó, nó mày câu cá lóc đó. Ừ. Mà còn có nhiều lắm nha. À ông đó hả? Ờ. Là ông đó câu cá lóc đó hả? Ừ, trời nó đi câu một cái, tao nói mày hai cho con nó quẩy không á. Câu vậy thế là con ghê hay. Ghê. Thằng này nó vô cá lóc luôn à. Ghê. Ghê phải không? Dạ. Nó có con nhái gì nó mua. Nhái nó móc rồi rồi. Rồi nó đi mẹ cái cặp con trúng là nó nằm nó kéo. Dạ. Bởi vì nó đâu vướng. Nó đi câu cá lóc mà nó gặp gãy. Như là cái anh nãy đó hả? Nó hẹn đâu ngày mời nó đi ấy rồi ngày mốt có dắt nó đi thôi mà qua bãi một cái nó gáy mày điếc rồi này luôn. Ở đâu? Bên An Thành Đông nó bên đây nằm, không biết nó nằm chỗ nào thì nó sáng đi ra An Thành Đông được rồi. Chứ An Thành Đông em quần quà anh bển rồi sao không nghe ta? An Thành Đông em đi tuốt bị trên trời nó múc đồ còn đi đâu thì rồi có con cháu chỉ nè nó cũng đi câu xem đi múc cảnh luôn mà. Nhưng mà thằng này nó đi cùng nó đi hướng lên hay hướng xuống đền thờ bác hay lên à, lên phải không? Qua đền thờ bác thì chị lên nữa. Đầu con kia kia là giáp thằng bên chị Vinh đó. Ừ. Đó đó. Em đi câu cái đó không đó? Cái dữ lắm. Dữ. Mà dân á con ba. Có đi rồi. Đi đó có rồi giáp đi. Tại vì nó bởi nó biết nhiều chỗ. Dạ. Đi. Đi mày. Trời ơi. Quất. Quất hả? Quất. Con nào chưa đây ca? Nó ra nước chép luôn. Có nào? Chưa, em nào chưa hả? Hết rồi ca. Có nào không?
Chưa đâu. Chưa có vô sao mất. Trời ơi đứt dép, đi không mang dép đâu mẹ đi. Dép ông nội. Con quốc quốc này ở bên An Thanh Đông nó làm dữ lắm. Đi bể chứ. Bể luôn giờ, hả? Giờ bắt cô không có chắc mặn mẹ mấy thằng mồi nhậu luôn chứ sao vậy? Chắc mày mặn tao mặn mày. Đó, chơi mày đó. Hay quá thì là mẹ con đi. Mới đi hả? Mới đi ra đụng lại tới cái đám đó tụt xuống đụng đứt dép rồi chạy lên luôn. Quắc. Rồi về thôi. Chia tay nhau từ đây. Hẹn lại clip sau. Giờ kiếm bắt bởi khó à. Chẳng xả thấy có cu đứa mấy không đâu mà cu giờ khó quá.